Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả. Rất vui vì ngày hôm nay là có dịp gặp tất cả quý vị trong chương trình trò chuyện cùng chuyên gia của kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ. Và kính thưa quý vị khán giả, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là thoái hóa khớp ở người lớn tuổi, điều trị sao cho tối ưu. Và để trả lời câu hỏi này thì thành ra mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Di Linh, hiện nay là giảng viên của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Linh. Mến chào Thanh Ráp, mến chào quý khán giả của kênh Alo Bác Sĩ. Dạ, thưa bác sĩ Linh, thoái hóa khớp ở người lớn tuổi thì thường xảy ra trong cái độ tuổi nào? Có phải rằng khi mà lớn tuổi thì ai cũng phải gặp tình trạng này hay không? Hay là ai thì có nguy cơ cao hơn, thưa bác sĩ Linh? Dạ. Thì cái tình trạng thoái hóa khớp là một trong những bệnh lý phải nói là rất thường gặp. Và hồi xưa thì thông thường chúng ta sẽ xuất hiện ở độ tuổi 40 trở lên. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là có một số trường hợp là 30 là đã xuất hiện rồi. Mặc dù cái tỷ lệ đó cũng tương đối hiếm nhưng mà cũng có thể gặp. Và ta thấy là cái tình trạng này nó sẽ, cái tỷ lệ mà mắc thoái hóa khớp sẽ tăng dần theo tuổi. Và gần đây thì có những cái nguyên nhân, có những cái tình trạng mới phát hiện làm cho cái bệnh lý thoái hóa khớp này xuất hiện thường hơn và xuất hiện sớm hơn. Thì trong đó là chúng ta phải nói đến cái bệnh gọi là dư cân béo phì. Thì cái bệnh này dẫn đến là cái tình trạng là gia tăng áp lực lên đầu gối và dẫn đến là cái đầu gối thoái hóa sớm hơn. Và thậm chí là cái cột sống nữa, cột sống cũng thoái hóa sớm hơn. Thì ngoài cái tình trạng gọi là dư cân béo phì ra thì một số cái bệnh lý khác, tình trạng khác ví dụ như là cái trục khớp bị lệch, ví dụ như là chân vòng kiềng hoặc là chân chữ X cũng có thể dẫn đến tình trạng thoái hóa khớp. Đối với người lớn tuổi thì khớp xương nào thì dễ bị thoái hóa nhất, trong đó thì thoái hóa khớp nào khó điều trị và nguy hiểm nhất, thưa bác sĩ? Thì trong các cái thoái hóa khớp thì chúng ta có thoái hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng và khớp gối là ba cái thoái hóa thường gặp nhất. Rồi kế tiếp thì chúng ta có thể nói đến là thoái hóa khớp ngón chân cái và thoái hóa khớp bàn tay là những thoái hóa kế tiếp. Thì trong những cái đó thì thoái hóa khó trị nhất và nguy hiểm nhất là thoái hóa cột sống, cột sống cổ hoặc là cột sống thắt lưng. Thì cột sống cổ thực sự là nguy hiểm nhất. Tại vì thật ra cột sống thắt lưng nếu chúng ta không điều trị á, thì nó có thể dẫn đến là tình trạng liệt hai chi dưới. Còn nếu mà ở cột sống cổ nó liệt luôn tứ chi thì, và đó là cái vấn đề nguy hiểm. Cái vấn đề khó điều trị á, là đối với các khớp ngoại biên, ví dụ như khớp gối, chúng ta thay cái mới là chúng ta có thể sử dụng được cái khớp mới đó 20-30 năm rất là tốt. Nhưng mà đối với cột sống chúng ta không thể thay được cột sống mới. Chúng ta có thể là phẫu thuật lấy đĩa đệm rồi bơm xi măng, chúng ta có thể thay đĩa đệm nhưng mà nó không giải quyết được tận gốc cái bệnh lý thoái hóa cột sống. Cho nên là đó là cái bệnh lý mà khó điều trị nhất trong các cái bệnh lý, trong các vị trí mà gây thoái hóa khớp. Các cái triệu chứng mà cảnh báo thoái hóa khớp ở người lớn tuổi là gì? Và trong quá trình điều trị công tác của mình thì bác sĩ Linh nhận thấy đâu là cái triệu chứng điển hình nhất, thưa bác sĩ? Cái triệu chứng mà thường gặp nhất đương nhiên là triệu chứng đau. Triệu chứng đau thì thông thường là người bệnh đi tới khám là chủ yếu là vì đau và thường là đau kéo dài. Có thể là đau đầu gối, có thể là đau lưng. Và thường á là đau khoảng tầm 2-3 tuần trở lên thì người ta mới đi khám. Thì đó là triệu chứng thường gặp nhất nhưng mà nó không có đặc hiệu đâu. Tức là bệnh hạ cũng đau, viêm gần cũng đau, nhiều khi ngồi sai tư thế cũng đau. Cho nên là không đặc hiệu. Rồi cái biểu hiện nó tương đối đặc hiệu hơn á. Đối với cái khớp gối đi ha, ví dụ thoái hóa khớp đi, đó là tình trạng khớp mình biến dạng từ từ. Ví dụ như khớp gối mình thấy bình thường, khớp gối bắt đầu nó biến dạng, ví dụ quẹo trong hoặc quẹo ngoài. Còn đối với thoái hóa cột sống lưng á, là bắt đầu có dấu hiệu chẹp thần kinh, tức là tê dọc từ lưng xuống dưới chân. Cái dấu hiệu đó cũng tương đối đặc hiệu hơn thôi. Nhưng mà vấn đề là những cái dấu hiệu đó thì thường là bệnh tương đối nặng. Cho nên là thực sự mà để mà chúng ta mà chẩn đoán sớm thì là chúng ta phải dựa vào triệu chứng đau, chúng ta đi khám, bác sĩ đề nghị thêm các cái xét nghiệm để mà
nó xác định được là bệnh, phát hiện sớm được bệnh. Chứ mà chúng ta đợi đến các dấu hiệu đặc hiệu thì là trễ rồi. Dạ thưa bác sĩ, có nhiều người thì có biểu hiện thoái hóa khớp như là vì một lý do nào đó họ trì hoãn cái việc điều trị, thì điều này có thể dẫn đến những cái biến chứng nào thưa bác sĩ Linh? Dạ. Thì sẽ tùy vào cái khớp. Thế đây chúng ta sẽ chia làm hai cái khớp, tức là khớp tay chân và cái khớp cột sống là dễ nhất. Đối với những khớp tay chân á, thì thông thường á, ngoài cái biến chứng là đau kéo dài thì có thể dẫn đến là cái tình trạng là hạn chế vận động. Hạn chế vận động thì hạn chế vận động này có thể do đau, hoặc có thể do cái khớp bị cứng, hoặc là do cái cơ bị teo đó. Và bản thân cái đau nó là vấn đề cực kỳ nan giải. Tại vì chúng ta nghĩ là đau kéo dài thì đơn giản là đau thôi, nhưng mà đau kéo dài nó dẫn đến một cái vấn đề khác là trầm cảm. Nhiều khi cái thoái hóa khớp nó không đau, nó không có gây tử vong. Nhưng mà đau kéo dài nó trầm cảm lại gây tử vong. Cho nên là cái đau đó nhiều khi chúng ta hay bỏ qua. Nhưng mà thật ra đau kéo dài nó cũng là vấn đề rất là nan giải. Đối với cái cột sống á, thì có nhiều vấn đề hơn, có nhiều biến chứng hơn. Thì ngoài biến chứng đau thì có thể các biến chứng với gù vẹo cột sống, và nguy hiểm nhất là cái biến chứng chèn ép thần kinh. Tại vì khi chèn ép thần kinh nó sẽ dẫn đến là tình trạng yếu liệt, và một số trường hợp lại có thể là rối loạn tiêu tiểu luôn, tức là tiểu không biết hoặc là biết tiểu không có được. Trong trường hợp đó phải đặt cái sông tiểu, và đặt sông tiểu kéo dài luôn. Và một số trường hợp là phải mở bàng quang ra da, tại lúc đó là người bệnh là không biết khi nào đi tiểu, cũng không tiểu được luôn. Thì đó là cái biến chứng rất là nguy hiểm trong trường hợp là thoái hóa cột sống. Thưa bác sĩ, các phương pháp nào thì thường được sử dụng để mà chẩn đoán thoái hóa khớp ở người lớn tuổi? Thì ra thoái hóa khớp thì chẩn đoán cũng tương đối là dễ. Đa số là chúng ta chỉ cần chụp X quang cột sống hoặc là X quang khớp là được. Trong một số trường hợp nghi ngờ hoặc là để phân biệt các cái bệnh lý khác thì bác sĩ có thể đề nghị chụp thêm cộng hưởng từ, tức là MRI cột sống hoặc là MRI khớp. Gần đây khoảng 10 năm trở lại đây thì người ta cũng đã phát triển thêm cái phương pháp là siêu âm khớp. Siêu âm khớp chủ yếu là siêu âm khớp ngoại biên thôi, khớp tay khớp chân thôi, chứ không phải siêu âm cột sống. Thì siêu âm khớp có thể giúp cho chúng ta chẩn đoán sớm được cái tình trạng thoái hóa khớp. Tuy nhiên siêu âm khớp thì sẽ chúng ta không có được cái hình rõ ràng giống như cái X quang. Thường là cái bác sĩ siêu âm họ mới thấy được thôi, chứ người bệnh đôi khi không có thấy được. Cho nên là siêu âm khớp thì đó là cái phương pháp mới hơn, và sau này có thể là khả năng là sẽ thay thế được cái X quang khớp. Thưa bác sĩ Linh, hiện nay thì có những cái tiến bộ nào trong điều trị thoái hóa khớp ở người lớn tuổi, ưu và nhược điểm của từng phương pháp điều trị sẽ ra sao? Thật ra cái điều trị thoái hóa khớp ở người lớn tuổi hiện tại phải nói là tương đối nhiều. Chúng ta có thể chia làm ba nhóm. Một cái nhóm là điều trị không dùng thuốc. Tức là chúng ta thay đổi lối sống, chúng ta thay đổi chế độ ăn. Nhóm thứ hai là chúng ta gọi là điều trị bằng thuốc. Thế đây chúng ta sẽ có thuốc uống, thuốc bôi, thuốc tiêm vào khớp. Và thứ ba là chúng ta là phẫu thuật. Chúng ta sẽ có ba nhóm phương pháp đó. Và ở mỗi cái nhóm phương pháp đó chúng ta cũng có rất là nhiều cái gọi là nhiều cái phương pháp nhỏ nhỏ bên trong. Phải nói là chục loại khác nhau. Và lựa chọn cái phương pháp nào thì thông thường bác sĩ họ sẽ kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Và lựa chọn phương pháp nào nó sẽ tùy thuộc vào mức độ nặng. Tùy thuộc vào cái khả năng kinh tế, tùy thuộc vào cái ta gọi là cái cơ địa của người bệnh nhân, để mà chúng ta sẽ có những cái kết hợp những cái phương pháp phù hợp. Thưa bác sĩ, việc điều trị thoái hóa khớp sẽ mang lại những cái kết quả nào cho người bệnh, liệu rằng có đẩy lùi được hoàn toàn căn bệnh này hay không? Hiện nay cho đến giờ á, người ta vẫn đang hướng tới tìm những cái biện pháp được gọi là đẩy lùi được thoái hóa khớp. Nhưng mà ráng tiếc hiện tại là chưa. Nhưng mà sẽ có những phương pháp là chúng ta làm chậm, là chậm lại cái diễn tiến của bệnh. Và đa số các biện pháp hiện nay á, là chúng ta gọi là giải quyết cái vấn đề triệu chứng, tức là giảm đau, cải thiện khả năng vận động để mà người bệnh có thể hoạt động lại trong cái mức độ giống như là gần như bình thường hoặc là bình thường là tốt nhất. Và trong một số trường hợp nặng quá chúng ta có thể thay cái mới. Thay cái mới thì đôi khi là tốt hơn cái cũ. Thì
Thì để nói là chúng ta gọi là chữa trị hết hẳn á, chúng ta hay nói là thoái hóa khớp mà là theo tuổi rồi, cho nên thực ra để mà chữa trị hết hẳn thì hiện tại là chưa có biện pháp nào gọi là giải quyết được triệt để cái bệnh này. Dạ, đối với người lớn tuổi thì khi họ bị thoái hóa khớp á, thì cái giai đoạn nào hoặc là cái trường hợp nào thì cần phải phẫu thuật? Và nhiều người cũng lo lắng rằng đối với người lớn tuổi rồi, khi mà đụng chạm tới dao kéo sẽ làm cho sức khỏe của họ suy yếu hơn, cho nên là nhiều người cũng rất là né tránh cái vấn đề phẫu thuật. Lời khuyên của bác sĩ như thế nào trong tình huống này? Dạ, thì cái vấn đề phẫu thuật thông thường là sẽ thoái hóa ở mức độ trung bình hoặc mức độ nặng. Dạ. Trước đó chúng ta sử dụng các cái biện pháp điều trị nội khoa, dùng thuốc, mà là các biện pháp điều trị không dùng thuốc rồi tối ưu ít nhất là 3-6 tháng mà không có hiệu quả nữa thì chúng ta sẽ phẫu thuật. Chúng ta cũng không nên phẫu thuật trễ quá. Tại vì thực sự á, khi mà chúng ta phẫu thuật trễ quá nó có hai vấn đề. Thứ nhất là lúc đó những cái cơ chúng ta bị teo hoặc là cái khớp bị lệch trục quá nhiều, dẫn đến là chúng ta sẽ khó phục hồi hoặc là phục hồi chậm sau khi chúng ta phẫu thuật. Hoặc là có một số trường hợp là chúng ta để trễ quá thì cơ thể chúng ta lại không khỏe nữa. Có thể do tuổi, có thể lúc đó chúng ta mắc cái bệnh mới, ví dụ chúng ta mắc cái bệnh thận hoặc là bệnh tim mạch hoặc bệnh tiểu đường, nó dẫn đến là khi đó chúng ta phẫu thuật thì khó lành hơn. Cho nên là chúng ta phải lựa chọn đúng thời điểm, không sớm quá cũng không muộn quá. Thì lúc đó thì thường là bác sĩ sẽ phải bàn với người bệnh nhân để chúng ta có lựa chọn chính xác nhất. Khi mà người cao tuổi của mình sống chung với căn bệnh thoái hóa khớp này thì cần phải chú ý những cái vấn đề gì thưa bác sĩ Linh? Thì đối với căn bệnh thoái hóa khớp này á, thì chúng ta cần phải lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất là về chế độ ăn uống và thứ hai là vấn đề luyện tập. Luyện tập và tư thế. Chế độ ăn uống thì chúng ta phải ăn uống làm sao để cho cân nặng chúng ta ở mức vừa phải. Tại vì cái khớp là cái nơi mà sẽ bị chịu lực, mà trọng lượng chúng ta nhiều quá thì cái áp lực lên khớp sẽ rất là cao. Và dẫn đến là cái tình trạng thoái hóa nó sẽ nặng hơn. Cho dù chúng ta có uống thuốc, cho dù chúng ta có làm gì đi nữa, nếu mà cân nặng chúng ta dư cân thì chắc chắn thoái hóa khớp sẽ nặng hơn. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cái vấn đề thứ hai là tập thể dục và tư thế. Chúng ta sẽ phải tránh những tư thế làm tăng áp lực lên cái khớp. Ví dụ như là đối với khớp gối, chúng ta tránh những tư thế như là quỳ gối, ngồi xổm hoặc là ngồi xếp bàn. Đối với cái khớp ngón chân cái thì chúng ta tránh mang giày nhọn hoặc giày cao gót. Đối với cột khớp như là cột sống cổ, cột sống lưng thì chúng ta lưu ý khi ngồi thì ngồi thẳng lưng. Và ví dụ như ngồi khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì chúng ta nên thay đổi tư thế, tập thể dục. Đối với cột sống cổ thì chúng ta hạn chế cúi, nhất là chúng ta cúi xem điện thoại hoặc cúi xem laptop. Đó là nguyên nhân vì sao mà gần đây cái tỷ lệ thoái hóa cột sống cổ nó tăng là vậy. Là do tư thế sai. Và cuối cùng là tập thể dục. Tập thể dục thì nó sẽ làm tăng sức cơ, và sức cơ tốt thì đương nhiên là nó sẽ giảm áp lực lên cái đầu gối, áp lực lên các cái cột sống, và giúp cho là chúng ta giữ được cái tư thế đó lâu. Ví dụ như cơ lưng chúng ta không khỏe, ta ngồi hồi chúng ta mỏi làm sao mà giữ được đúng tư thế. Cho nên chúng ta phải tập thể dục. Thì đó là những cái điểm lưu ý để mà phòng ngừa, cũng như là ở những trường hợp thoái hóa khớp rồi chúng ta cũng phải lưu ý để mà tình trạng thoái hóa khớp nó không có nặng lên quá nhanh. Thưa bác sĩ Linh, hiện nay thì cái cụm từ tầm soát được đề cập rất là nhiều trong những cái bệnh lý khác nhau. Thì đối với thoái hóa khớp thì liệu rằng chúng ta cần phải tầm soát hay không, và nếu có thì chúng ta độ tuổi nào cần phải tầm soát, và những cái phương tiện nào để tầm soát căn bệnh này thưa bác sĩ? Thật ra để tầm soát á, thì ý nghĩa của việc tầm soát là chúng ta sẽ phát hiện sớm và điều trị sớm. Thì thật ra đối với thoái hóa khớp hiện nay hầu hết các cái hiệp hội y khoa trên thế giới người ta chưa có khuyến cáo là tầm soát sớm thoái hóa khớp gối. Lý do là hiện tại á, là ngoài những cái biện pháp như là giữ cân nặng, như tập thể dục là những cái biện pháp mà thường quy mà người ta khuyến cáo là mọi người đều áp dụng, thì chưa có biện pháp đặc hiệu nào khác để chúng ta điều trị dứt điểm thoái hóa khớp hoặc là để dự phòng thoái hóa khớp. Cho nên là đó là lý do vì sao mà người ta chưa có khuyến cáo là tầm soát thoái hóa khớp sớm, mà chúng ta chỉ khuyến cáo là họ giữ cân nặng, họ điều chỉnh tư thế. Và giống như đó là những cái công việc thường quy của chúng ta rồi đó.
Thì những cái biện pháp đó là cái biện pháp phòng ngừa sẵn của thoái hóa khớp rồi, cho nên là người ta cũng chưa có khuyến cáo hay tầm soát sớm. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Linh trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Thân đáp xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mình chúc quý vị cùng với người thân của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Mến chào quý khán giả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.